Rồi bạn Trung Nghĩa thì nói xin sư chia sẻ quan điểm về vấn đề năm việc của Đại Thiên trong cuốn nghiên cứu về năm việc Đại Thiên. Xin thưa là về cái này đó, ngài hình như là ngài Chánh Minh, ngài Chánh, để sư coi coi, thì ngài Chánh Minh á, ngài có hẳn một bài viết là nhận định tác phẩm nghiên cứu về năm việc của Đại Thiên do tác giả Thích Hạnh Bình. Ngài Chánh Minh đã dùng những lời lẽ rất là sắc bén và đầy sự nghiên cứu với trí tuệ để chỉ ra những sai sót nghiêm trọng trong cái tác phẩm nghiên cứu này. Và nếu như quý vị tò mò thì có thể tìm đọc ở trên Google ha, là nhận định tác phẩm nghiên cứu về năm việc của Đại Thiên do tác giả Thích Hạnh Bình. Đọc, nên đọc, đọc để biết là một học giả khi mà nghiên cứu thì họ có thể sai đến như thế nào, và một cái người trí khi mà họ phân tích cái sai họ sẽ phân tích như thế nào ha.